cộng. Má chết mẹ rồi. Trời. Trời trời, bà nội. Bà nội cha nó đập con kẹm mấy ơi. Dạ. Chết luôn vậy. Chụp đi. Mày không hớt được bao con trai. Hi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào mừng bà cô chú và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hải Ca nha. Thì hôm nay Hải Ca sẽ tiếp tục cho sơn báo nha cả nhà. À, mới cắt tóc nào mọi người thấy đẹp trai không? Chào. Giữ nha. Giữ nha. Thì thôi, cái đầu mới cắt thì kệ cha nó đi. Bây giờ cái điều. Mọi người. Bây giờ cái điều quan trọng là mình sẽ đi cho sơn báo nha cả nhà. Bữa giờ sơn báo là hả già đầu lắm. Dạo gần đây là ma lanh dữ lắm rồi cả nhà. Hả, bài mua tính kế cho anh Hải Cao mà. Nay mình cho anh cái là đảm bảo ống ngượng đỏ đang mặt ngủ, luôn. Ngủ. Đang ngủ cả nhà. Thì mọi người cũng biết rồi, ngủ thì cho cái gì thì xíu nữa mọi người sẽ biết thôi. À, cả nhà xem video cảm thấy hay nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Hải Cao nha. Bây giờ vô. Trời Yên. Sao vậy? Đi vô đi cho anh ngủ một xíu Yên ơi. Thôi đi ra đi một chuyện xíu nè. Thôi tao lại mày á. Mày vô nhà chơi đi. Thôi. Đi kiếm thằng Hải Ca mày chơi đi. Hay là đi kiếm bà già tao á. Kiếm mẹ em tao á. Em nè muốn nói với anh. Thôi đi vô nói chuyện với má tao đi Yên ơi. Đi cho tao ngủ. Ê anh đang nghỉ mày á. Lại mày nè. Nè nè. Thôi lại ghê quá vậy.
vô đi, con nãy á. Ngủ đi. Đi vô anh mới ngủ luôn. Ngủ chồng hả? Ngủ một xíu thôi cũng được. Đi vô đi. Nằm xuống ngủ đi. Đi đi, vô kiếm má anh đi. Rồi, ngủ quạt đi, tao ngủ đi thôi. Vô đi. Trời ơi. Gì Liên? Sao vợ quạt chưa ngủ mà em có chồng gì đâu. Cũng phá tao nha. Cho anh Yến đi ra, xe xe anh ra, đừng đứng gần anh quá Yến. Rồi, mấy chị đằng ngoài đi. Dính dính son vô mỏ, đặt ba nói gì nè Yến. Không có dính. Vô nó nổi da gà nha. Trời. Mỏ thích hả? Đi. Không, không thích đâu, thích đâu. Vợ anh biết là vợ nó cắt cái đầu anh đi. Vợ anh biết là vợ nó cắt cái đầu anh đi. Cắt đầu anh chứ phải cắt đầu em, cắt luôn, cắt cái mỏ mày luôn Yến. Cắt sao không cắt? Cắt. Yến ơi, thật cho anh Yến. Đừng có đứng gần anh. Em nói anh nghe này, giờ anh ngồi xuống. Không ngồi đâu, hỏi đi. Tự chứ chứ cũng được luôn. Giờ anh nằm đi, gọi mấy chuyện rồi không anh sát vô đó. Đi Yến ra, không có sát vô. Rồi đâu quay nằm. Đứng nghe nói chuyện được rồi. Yến đừng làm em vậy nữa. Em nói thì em thích anh. Anh không có quan tâm chuyện của em, nhưng mà em đừng làm gì nữa. Anh lại em nè. Em ăn gì em mua cho. Em không ăn gì đó. Sao người yêu anh không anh được mà sao em không anh không được? Thì người yêu anh là thì người yêu anh thì không được, em là không phải thì không được. Giống nhau thôi mà. Nó giống cái nào hết chứ. Giống. Yến, xe ra Yến. Sao giờ nói đi. Rồi, bây giờ ba lời. Anh không ngủ nữa, anh đi vô. Đúng không? Em đừng có theo anh nữa, anh sợ em lắm mà Yến ơi. Sao? Em có làm gì đâu mà anh sợ. Nghĩ sao rồi bị hung anh Yến. Ủa em hôn anh không thích hả? Không, không thích miếng nào chứ. Thích đi mẹ. Em sợ rồi, thấy sợ rồi. Sợ lắm mấy người. Vậy anh ngồi đây đi. Thôi không ngồi đâu, đi vô được không? Vậy anh ngồi, em chưa nói xong với anh mà. Nói đi, nói lẹ đi. Nói từ chậm chậm, từ từ. Rồi. Đi thấm vô đầu á. Thôi, giờ mày có đổ nước sôi vô đầu tao cũng không thấm đâu ý. Ngồi đi. Không ngồi, nói đi. Nói nhanh đi. Vậy anh ngồi đi. Thôi. Đừng nghĩ không anh làm anh thấy tổm mấy người. Giờ em thích anh. Thích kệ mày đi, tao không có được. Được. Không, hoài vậy. Được mà, anh ngồi đây lẹ đi. Vậy anh có ngồi không? Không. Không em mít vợ anh đó. Không em mít vợ anh đó. Ngồi đi. Thích mày luôn á. Nói anh hả, đi cắm sừng bồ anh. Đang hẹn hò với em. Đang hẹn hò với em. Ngồi lẹ. Nó bậy cái bạ đi nha mày. Rồi. Nó bậy bạ gì? Ngồi xuống đàng hoàng. Ngồi xuống, nằm xuống. Ngồi xuống. Ngồi được rồi, báo xuống. Báo gì nữa. Xuống đi. Rồi, sợ lắm. Nằm
đi mà. Nó làm ngồi. Cái gì mất nó làm. Nằm đi. Ngon ngáo gì. Mét vợ anh đó. Mét vợ gì? Anh tin không? Tin gì? Em mét vợ anh là anh hôn em đó. Cùng vừa vừa đi ngơi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm gì? Nhắm mắt lại đi. Thôi đi ra đi sợ mèo nha. Không mét vợ anh đó tin không? Hát đi. Đi ra đi tin không? Sao sai ra? Kêu kêu luôn. Ừ. Rồi đúng rồi. Chưa? Nói đi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Bế tay ra. Rồi. Bế tay ra. Che mặt lại mày. Đi đi. Nói lẹ. Không có giỡn nữa nha. Mày điên quá Yên ơi. Mày điên, mày điên vừa Yên ơi. Mày đi à. Sao vậy? Tao cởi vô bỏ mày đó. Anh ngon trời thứ coi. Em có xin hỏi chị dâu nè, tên nào? Mày còn bớt còn đi, mày chơi kỳ ra xe đây. Tao vô á. Hỏi luôn mày, kệ mày đó, tao vô đó. Thôi, không vô, vô em đi theo anh đó, tên nào? Tao sao giờ anh nằm xuống đây em ơi. Đi ngồi đi ngồi đi ơi. Rồi dính cái gì nó đỡ ghê có gì. Em nói chừng nào anh chấp nhận với em thì thôi. Mày nhảy xuống hồ mày bơi đi rồi nói chuyện. Anh nhảy xuống hồ anh bơi đi rồi. Ừ gì thôi cho bé đi nè. Không giỡn Yến ơi, lại miếng nè 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 được chưa, vừa lòng mày chưa? Chưa. Hỏi đi rồi ba về, ba về, ba về kìa, ba về kìa. Nãy giờ cho anh cứu hả, đỏ mặt hết trơn rồi nha. Đó thì mọi người xem video cảm thấy hay nhớ bấm like và đăng ký kênh cho Hải Ca nha. Bây giờ Hải Ca sẽ khai không? Hả? Nên khai không? Không. Đúng. Chúng ta không khai, chúng ta sẽ suy nghĩ ra rồi mình em trên tết nha, mọi người. Làm thêm một clip nữa nha cả nhà. Đó cả nhà xem video nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai anh em của em. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà.